Nguyễn Thị Như Linh. Dạ. Dừng lại đã. Alo. Alo chị Liễu hả? Nó đến rồi đó, chị có tới giúp nó không? Ờ, được rồi, chị đang đến đây. Đi em. Vào đi. Đây là chỗ em ngủ. Dạ. Đây là Linh Phương. Chào bà. Chị là Liễu Trinh. Đây là Linh nha. Linh mới đến từ thành phố Hồ Chí Minh á. Chào chị. Chào em. Em đi lấy đồ chị được không? Dạ. Linh, em có biết là em sẽ làm gì ở Singapore không? Em làm giúp việc. Ờ, chị cũng nghe nói là như vậy. Nhưng mà giờ có sự thay đổi. Em sẽ làm gì ở quán rượu? Làm ở quán rượu, còn chuyện nhà hàng? Mấy việc đó có người khác làm hết rồi. Vậy em phải làm gì? Thì em sẽ phải phục vụ khách nè, uống rượu với họ, làm họ vui. Rồi nếu mà ai đó muốn ngủ với em á, thì em lấy tiền của họ. Hả? Em phải làm gái à? Em thích lựa chọn hả? Em không muốn làm gái. Nếu mà em muốn lựa chọn, thì để chị nhắc lại cho em nhớ là em vẫn còn nợ chị 1.200 đô đó. Tiền phi, nhưng mà ai không nói với em trả tiền. Thì giờ chị nói em nghe nè, 1.200 đô cộng với 200 đô tiền Mỹ em nợ ở Việt Nam nữa. Nợ? Rồi còn tiền vé máy bay em sang Singapore nữa. Đừng quên 17 đô mỗi ngày cho tiền ăn và chỗ ở. Dạ. Đó, nếu mẹ không trả được tiền này á, thì chị sẽ ném ra khỏi đường cho em làm người bất hợp pháp luôn. Em muốn như vậy không? Em không muốn. Vậy thì nghe lời đi. Mấy đứa nó thế nào? Sao? Bộ bà không quan tâm nữa hả? Không, chỉ cần họ quan tâm họ trả tiền nhà thôi. Linh, ông này thích em. Hi, beautiful. You want a drink? Linh. No, that's good. No, but she's good. Go. Làm gì vậy? Tôi đưa cô đến quán rượu không phải để cô ngồi chơi. Em xin lỗi. Xin lỗi? Cô chưa làm thử gì hết đúng không? Em thử mà. Thử? Thử tại sao không mang đồng nào vậy hết vậy? Nếu mà cô không mang đồng nào vậy nữa, tôi đưa cô ra khỏi đây. Nhưng mà chị, em xin lỗi chị ơi. Đi. Đưa em đi mà chị. Em nhanh cho một cơ hội nữa chị ơi. Đi ra. Nhanh lên. Trinh nói với tôi cô rất là nhát. Em không nhát nữa chị. Thôi được rồi. Tôi sẽ cho cô một lần cuối. Tối nay có khách hàng quen đến đi gái. Cô phải phục vụ ông ta nghe chưa? Dạ, em sẽ làm theo. Come, let me introduce you a very pretty girl. Đi ra chỗ khác coi. Mr. Ho, this is Linh. So pretty. Linh, đây là ông Ho nè. Chào đi. She only cost you 200. Why so expensive? Come on, she's only 18. I see. Yeah. Okay. Come,
She's all yours. Have fun. Mang vắng làm cho lòng ta nha. Let's go. Nhớ lấy tiền của nó khi làm xong nha. Hello? Liu, your girl is hopeless. What happened? She never served me. Let me talk to her. You're in big trouble. Hello? Linh, có chuyện gì vậy? Tại sao khách hàng lại phàn nàn vậy? Bà ơi, tôi không làm được đâu bà ơi. Tại sao? Tôi không biết, tôi không làm được đâu. Nghe chị nói nè, đưa máy cho khách đi. So how? Mr. Ho, you need to be gentle with her. She's very shy. Very shy? I'm not paying her to be very shy, no. I'm paying for her to give me a good time. Okay, I give you a discount. $100. Is it okay for you? Half? What should I pay? Did you take her to the motel? Didn't you? Okay, just to let you know I'm not satisfied. Mẹ kêu con có chuyện gì? Ừ, Trinh nó nói với mẹ là có việc làm người ở và giúp việc nhà hàng ở Singapore. Và người ta trả 16 triệu đồng một tháng. 16 triệu đồng? Nhưng mà nhiều tiền quá. Ừ, nhiều. Mẹ nghĩ là con nên đi. Nhưng mà mẹ ở đây một mình thì sao? Linh, con đừng lo cho mẹ. Đây là cơ hội lớn của con. Có một hũ vàng đang đợi con ở đó. Con sẽ đi Singapore và làm mẹ tự hào về con được không? Dạ, con nghe. Em có sao không? Mình đi. Hai năm trước á, chị được nói qua đây để giữ trẻ. Mà khi chị qua đến đây á, mọi thứ thay đổi. Chị phải diện, chị phải ăn mặc ít vải. Rồi chị còn phải đi uống rượu với khách. Nhưng mà ai có nói với chị là chị phải ngủ với khách không? Không. Lúc đầu thì không. Nhưng mà khi tiền tiếp không đủ, chị không còn cách lựa chọn nào hết. Chị có nghĩ về nhà không? Hồi năm ngoái chị có về nhà để cho tiền mẹ. Rồi chị qua đây kiếm thêm. Em có thích Singapore không? Em nghĩ qua Singapore kiếm tiền, có cuộc sống tốt. Nhưng mà em bị lừa. Ước gì em đừng qua. Nè, con Linh có nói gì với cô không? Tôi đang nói chuyện với cô đó. Nó có nói gì không? Nó muốn về nhà. Còn gì nữa không? Không. Thôi rồi, đi. Linh, hộ chiếu của em đâu? Tại sao? Để cho an toàn. Nghe nè, ở đây phức tạp lắm. Em mà mất hộ chiếu á, là sẽ mất tiền làm lại, rồi cảnh sát giữ em phức tạp lắm. Để chị giữ cho. Của em. Chị không biết. Ừ, bà tưởng em chạy trốn hả? Có thể. Nhưng mà em phải làm sao? Chị nghĩ em nên báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Nhầm em nè. Em là gái bán rượu. Nhưng mà họ có tiếp không? Linh, nghe nè. Liệu lấy passport của em rồi. Em phải đi báo cảnh sát. Hi. Can show me police?
station? Okay, over there. I'll show you. Okay, so here we are. Cảm ơn. Ma'am, may I help you? Tên tôi là Lương Thị Mỹ Linh và tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. My name is Lương Thị Mỹ Linh. I come from Ho Chi Minh City. Tôi nghe người ta nói á, tôi qua đây làm việc ở Singapore. Khi tôi đến á, tôi bị bắt làm gái. I was told to come to work as a helper in Singapore, but when I arrived, they forced me to work as a prostitute. Where do you stay in Singapore? Em ở đâu ở Singapore? Tôi ở một căn nhà ở Toa Payoh. In a flat in Toa Payoh. Do you know where in Toa Payoh? Em có biết ở đâu ở Toa Payoh không? Tôi nhiều nhà lắm, tôi không biết. So many flats, I don't know. Who else stays in a flat with you? À, có những ai khác ở chung nhà với em. Có Trinh và Trúc, chủ nhà. There is Trinh and Trúc, the landlady. Is Trúc also your boss? Có phải Trúc là bà chủ của em không? Không, bà là người khác. Bà tên là Liễu. No, there's another lady. Her name is Liễu. Bà lấy passport của tôi. She took my passport. Does she stay in the same flat? Bà có ở cùng chỗ với em không? Không. No. Do you know where she stays? Em có biết bà ở đâu không? Không. No. Sir, shouldn't this be a syndicated vice case? Well, if the victim didn't know anyone when she first arrived, and wasn't aware she would be working as a prostitute, it could well be a case of human trafficking. Yes? Sir, we have screened all three names mentioned by the victim. What have you found? There's a person of Vietnamese origin by the name of Truk staying in Toa Payoh. Full name? Nguyen Thang Truk. What about the other two names? Well, there are several Trins and Liu's living in different parts of Singapore. Before an address, we have to search every single one of them. All right, we shall start with Truk. From our records, there is a Nguyen Thang Truk staying in a rented flat at Block 68, Toa Payoh Lorong 5. The victim has identified a Vietnamese woman named Truk to be her landlord. Could they be the same person? We'll confirm her identity when we get there. There's another person believed to be the agent and a key player in this human trafficking operation. At this point, little is known of Liu. If Truk is in contact with Liu as the victim claims, Truk will lead us to Liu. Is that the flat? Yeah. Stephen, Hui Min, stay with the victim. Chính nói nó đi ăn sáng một mình. Đó là lần cuối cùng nhìn thấy nó. Hả? Tại sao ở đấy nó đi mình vậy? Chỉ muốn nói chuyện với Trinh hả? Không. Nếu nó muốn chạy thì nó đã chạy rồi. Em còn giữ hộ chiếu nó không? Có. Ừ, vậy là tốt. Nó không có lý lịch gì cả. Nếu nó có bị bắt á, thì mình chỉ nói là mình không biết nó, vậy là xong. Được rồi. Cô không thể mở cửa được sao? Ma'am, I'm Senior Investigation Officer Kelvin Tan from the CID. Are you Nguyen Thang Truk? Yes, what you want? We suspect someone is harboring prostitutes in this flat. We need to search the place. What's that in your pocket? We need to seize this for our investigations. Linda, keep this. Yes, sir. Sim, secure the entrance. Yes, sir. Jonathan, search here. Yes, sir. Linda, follow me. Ma'am, we need to search the room. Whose phone is this? That's my phone. What do you want? I have to seize it for investigations. Whose passport is this? This is Ling. Why is it with you?
Are you the boss? No. Then who is the boss? My boss is Liu. Does she stay here? No. Where does she stay? She stay in Serangoon Road. Sir, we received information that the suspect is one Yuan Ti Big Liu, residing in Serangoon Avenue 3. Great, let's go. I'm Senior Investigation Officer Kelvin Tan from the CID. Are you Nguyen Thi Pik Liu? Yes. Can we come in? Yes. Nguyen Thi Pik Liu, we are placing you under arrest for an offence under the Women's Charter. I don't know what you're talking about. I don't know these people. Well, these people say they know you. They are lying. Really? What about all the phone calls you've been making on your phone to Trin? And especially to Hyun Tan Truk? Phone records don't lie. They show you have been in contact with Truk almost every day. All I do is just to help them get job. Am I not helping them to get better life? Not when you deceive and force them to become prostitutes. Nguyen Thi Big Liu was charged with 3 counts of living in part on the earnings of a prostitute, 1 charge of procuring a woman for the purpose of prostitution, and 1 count of harbouring a prostitute with common intention with Hyun Tan Truk. She was sentenced to 1 year imprisonment. Hyun Tan Truk was charged with 1 count of harbouring a prostitute with common intention with Nguyen Thi Big Liu, and 1 count of harbouring an immigration offender. She was sentenced to a fine of $3,000. For offences committed under the Women's Charter, both Nguyen Thi Big Liu and Hyun Tan Truk could have been imprisoned not exceeding 5 years and also be liable to a fine not exceeding $10,000. Leong Thi Mai Lin, whose actual name is concealed to protect her identity, was a victim of human trafficking. Lin was subsequently placed in a crisis shelter where she was given counselling and medical attention. She has since returned to her family in Vietnam. Senior Investigation Officer Kelvin Tan and his team of officers from the Specialized Crime Branch of the CID cracked the case within 24 hours of Lin's police report. Trafficking in persons is a heinous crime. The Singapore government has formed the Interagency Task Force on Trafficking in Persons in 2010, co-chaired by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Manpower, to tackle human trafficking, which can include sex and labour trafficking. The task force is made up of a number of government agencies, which includes representatives from the Singapore Police Force, Immigration and Checkpoints Authority, Ministry of Social and Family Development, and other ministries. Other than detecting and prosecuting such crimes, the agencies also work towards providing assistance and support to the trafficked victims. In simple terms, sex trafficking means the use of force, coercion, or deception to get a person into prostitution. In the case of minors below the age of 18 who are involved in prostitution, we treat these cases as sex trafficking, even if it's not obvious that force, coercion, or deception was used. This is in line with the United Nations Trafficking in Persons Protocol and offers an additional layer of protection for the minors in our society. My branch, the Specialized Crime Branch of the Criminal Investigation Department, deals with prostitution syndicates, including sex trafficking syndicates. In the course of our work, we conduct many operations each year, and each operation is an opportunity to detect sex trafficking victims. These victims, for many reasons, may not be willing or able to step forward to seek help themselves. In fact, nearly 2/3 of cases last year were detected through such operations. We have taken an important step this year in setting up a dedicated team that focuses solely on sex trafficking. This will allow us to conduct specialist investigations into sex trafficking and proactive operations to uncover such activities in Singapore. Beyond the specialized crime branch, our ambition is to make every police touchpoint a point of detection for sex trafficking. One example is the trafficking card that we introduced in 2011. This is a convenient name card size document that contains a summary of what is sex trafficking. It also offers officers with a list of indicators that taken together may suggest that a person is a victim of trafficking. For example, whether the person's freedom of movement is restricted, whether the person's passport has been taken against her will, whether the person or her family has received threats of any kind. When acting on information on sex trafficking, our immediate priority is to rescue the victims. Then we work closely with a few partner shelters to offer the victim with a place of safety to stay and to receive social support services.
In supporting victims of crimes related to trafficking in persons, the Ministry of Social and Family Development works closely with the voluntary welfare organisation to provide shelter, food and assistance to victims. The shelter, which is funded by the government, provides a safe environment for victims' recovery and rehabilitation. Besides food and accommodation, victims can also receive additional services such as counselling, medical attention and translation services where necessary. As the victims may be from different countries, language and cultural differences can lead to conflicts during their stay at the shelter. They may also have difficulty reintegrating back into their home communities when they return. Counseling services can be provided to victims to ease the transition and to help them reintegrate into society. Lastly, as trafficking is usually a transnational crime, we work closely with our law enforcement counterparts in our neighbouring countries. Sex trafficking is a serious crime. It exploits the vulnerable. The police will spare no effort in every case to rescue sex trafficking victims and bring the traffickers to justice. If you suspect that any person is deceived or forced into prostitution, or any minor is involved in prostitution, please inform the police through the CID hotline at 6435-0000 or write to the following email. We've come to the end of this episode of Crime Watch. If you have any feedback, do feel free to drop us an email. This is DSP Teo Zi Ming signing off.